Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2018 thì Hyundai Elantra Sport luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi có mời đến đây anh Trần Thắng, một người rất là hiểu thương hiệu Hyundai. Anh Thắng chia sẻ với chúng ta về những điều thú vị trên chiếc xe Hyundai Elantra Sport này. Tôi cũng xin được chia sẻ một chút là về đúng như cái tên gọi của nó. Elantra Sport là một phiên bản thể thao hơn của dòng xe Elantra. Về sự thể thao này, nó sẽ đi từ thiết kế nội ngoại thất, thiết kế nội thất cho đến khả năng vận hành động cơ hộp số, nó sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Cái điển hình đầu tiên về có sự thay đổi đầu tiên chúng ta có thể nghe đã thấy tiết cái tên gọi thêm hậu tố sport. Hậu tố sport đây sẽ thay đổi từ thiết kế bên ngoài, chúng ta sẽ có thấy đây là một cái cũng là cái lưới tản nhiệt hình lục giác, nhưng mà lục giác đây nó được thiết kế thể thao hơn với nhiều chi tiết mạ chrome và chi tiết đánh nhựa đen. Có thể thấy một cái chữ turbo màu đỏ rất là nổi bật ở đây. Thể thao turbo là thể hiện cho là cái khối động cơ nằm bên trong khoang máy. Khối động cơ này là khối động cơ 1.6 turbo tăng áp, công suất lên tới khoảng hơn 200 mã lực, chính xác là 204 mã lực. Ngoài ra chúng ta có thể nhìn thấy ở đây chiếc xe có những cái điểm rất nổi bật so với phiên bản ESA tiêu chuẩn. Về phiên bản 2.0 chúng ta thấy cái cản trước ở đây. Chúng ta thấy là bumper trước. Nó vừa có tác dụng làm đẹp nhưng cũng có tác dụng thêm tác dụng khí động học, khi mà luồng gió đi vào đối với cặp chiếc xe lại sẽ được ép xuống, nén xuống, tạo sự bám đường và chắc chắn hơn cho chiếc xe. Ngoài biển đèn pha vi sơn đông thì tôi vẫn thấy là có giải đèn LED chiếu sáng ban ngày đúng không? Vâng đúng ạ. Chạy thì cũng rất là đẹp. Cái đèn LED này thì được di rời từ phiên bản tiêu chuẩn, thì đèn LED kia ban ở các phiên bản trước thì ở phiên bản tiêu chuẩn từ 1.6 đến 2.0 thì được lắp tích hợp luôn ở trên cụm đèn chiếu sáng chính. Tuy nhiên ở cái bản Sport thì đã rời xuống đây một đường thẳng rất là mạnh mẽ. Còn ở bên hông thì như tôi quan sát thì có sự thay đổi ở la răng và bộ ốp sườn, có đúng không anh Thắng? Vâng đúng rồi anh. Thì chúng ta có thể thấy là với cái đúng như cái tên của nó thì cái sự thể thao sẽ được thể hiện sự khắp xung quanh xe. Và cái đầu tiên, điểm đầu tiên ở bên hông thấy là một cái vạch động màu đỏ. Chỉ đỏ ở đây. Đèn chỉ đèo này thì nó chủ yếu mang tính là trang trí và tăng thêm cái vẻ gọi là sexy hơn một chút ở chiếc xe. Ra thấy cái bộ la răng này cũng tương đối là khác so với cái bản là 2.0. Chúng ta có thể thấy ở phần đuôi xe đầu tiên, điểm nhấn đầu tiên là chúng ta thấy bộ đèn được thiết kế lại. Cũng là đèn LED hiển thị hiệu ứng 3D 3 chiều. Tuy nhiên thì cái hình ảnh này của chiếc Elantra Sport đó là hình ảnh được thiết kế hình xương cá, tương đối rất là ấn tượng và mang màu sắc thể thao. Ngoài ra chúng ta có thể thấy ở đằng sau chiếc xe sự hiện diện của hệ thống ống xả kép. Hệ thống ống xả kép ở đây được sử dụng một vừa để tăng thêm hiệu quả thẩm mỹ, đồng thời thì cũng làm giúp cho cái tăng hiệu quả của chiếc xe khi vận hành, bởi vì chúng ta nên nhớ đây chiếc xe sử dụng động cơ turbo thì hệ thống ống xả cũng là tương đối là ảnh hưởng đến khả năng vận hành của chiếc xe. Anh Thắng này, như tôi được biết thì phiên bản Sport của Elantra được trang bị hệ thống treo độc lập đa điểm. Vậy thì nhiều người băn khoăn rằng là việc trang bị hệ thống treo này thì có ảnh hưởng đến dung tích khoang hành lý của chiếc xe không? Vâng, thực ra thì cũng đây tôi cũng nhận được một số câu hỏi, một số người thì cũng hơi băn khoăn một chút về cái khoảng dung tích khoang hành lý ở đằng sau chiếc xe này. Thì bây giờ chúng ta cũng theo dõi luôn là bên trong có sự thay đổi gì không. Như anh đã thấy, Elantra là được mọi người được đánh giá là một chiếc xe có khoang hành lý sau rất là rộng, rất thoải mái. Chúng ta có thấy so với phiên bản tiêu chuẩn, các phiên bản trước, cốp diện tích sử dụng để đồ không có một sự thay đổi nào cả. Tuy nhiên, có một sự thay đổi tương đối lớn ở phần hốc để bánh. Chúng ta có thể thấy ở đây là cái bánh sử dụng ở đây là lốp dự phòng. Ở đây là lốp cỡ nhỏ, size nhỏ, không cùng cỡ so với các lốp đang sử dụng. Khác với các bản kia, các bản trước đều sử dụng được lốp dự phòng cùng cỡ. Sự thay đổi ở đây không phải vì mục đích là cắt giảm chi phí hay gì cả, mà nó liên quan đến vấn đề kết cấu của xe. Như anh đã nói, chiếc xe này được sử dụng hệ thống độc treo độc lập đa điểm ở bánh sau, dẫn đến cái việc cơ cấu cơ khí của nó phức tạp hơn, làm cho cái thể tích của chiếc xe ở phần gầm này sẽ bị giảm đi, và người nhà sử dụng, nhà sản xuất không thể trang bị một chiếc lốp dự phòng cùng cỡ so với các chiếc với lốp đang sử dụng. Cái lốp đang sử dụng hiện tại đang là sử dụng kích cỡ lốp size lốp 225 22245R17. Lúc đấy lốp đấy tương đối to và dày và sẽ không thể sử dụng được. Nếu sử dụng cái lốp đấy thì bắt buộc khoang hành lý của hành khách sẽ phải nhỏ đi và gây đến cái sự bất tiện khi sử dụng. Ngoài ra thì cái lốp dự phòng cỡ nhỏ này thì nó sẽ
giúp cho chúng ta một điều nên nhớ rằng là chiếc xe chúng ta đang sẽ lốp dự phòng và nhanh chóng tìm đến một cái nơi để xử lý cái lốp. Nhiều khi mà chúng ta sử dụng quá tự tin vào cái lốp cùng cỡ mà dẫn đến quên mất cái việc xử lý lốp. Đây là việc nhiều khi chẳng may lại gặp sự cố về lốp một lần nữa, chúng ta lại không có một cái lốp để thay cả. Cho nên là tôi cũng có thể khẳng định được, và cũng do một số bạn cũng thắc mắc là tại sao chiếc xe này lại sử dụng cái lốp dự phòng cỡ nhỏ như thế, vì nó liên quan đến kết cấu kỹ thuật chứ không phải là một sự cắt giảm gì đó của nhà sản xuất. Là bước vào không gian nội thất của Elantra Sport là tôi đã thấy một không gian ngập tràn cái tính thể thao rồi, từ ghế ngồi với các đường chỉ đỏ này hay là nhựa giá carbon thì rất hấp dẫn. Tuy nhiên thôi, chúng ta sẽ để anh Thắng, người mà sử dụng nhiều hơn và sâu hơn, chia sẻ chúng ta những thông tin thú vị về nội thất của chiếc Elantra Sport. Vâng, thưa anh, thì thực ra thì chiếc xe này nó tính thể thao, nó tôi đã chia sẻ từ trước, nó sẽ ngập tràn từ ngoài vào bên trong. Như anh đã nói thì có những chi tiết nhựa giả carbon ở đây tương đối là bắt mắt, sờ vào cũng thấy tương đối là sướng, rất là thích. Ngoài ra thì cái sự mà thể thao nhất đối với người lái là khi mà chúng ta ngồi vào, chúng ta có một chiếc vô lăng D-cut. D-cut gọi là D-cut thì bình thường vô lăng thì đều là dạng tròn. Tuy nhiên với chiếc thể thao D-cut này thì ở mặt dưới, mặt phẳng dưới thì nó được cắt phẳng hình chữ D, giống hình chữ D. Chúng ta thấy là được các vô lăng được bọc da chỉ đỏ, có các chi tiết điểm nhấn màu đỏ ở đây. Vâng, thực sự mà nói thì tôi đã sử dụng cái chiếc xe phiên bản 2.0 từ khoảng hơn 2 năm nay, và khi ngồi lên chiếc xe này thì tôi cũng thấy là một sự khác biệt rất là rõ ràng. Và cái chiếc xe kia có lẽ là dành cho số đông, dành cho nhiều người, còn cho nó lên nó được thiết kế một cách rất là dễ tính, ai ngồi cũng được. Tuy nhiên với chiếc xe này chúng ta sẽ thấy là nó rất là ôm, nghĩa là khổ người như anh và đúng tôi. Rồi, tôi với anh hơi béo tí. Đúng một chút, nhưng mà nó rất là ôm. Nhưng mà khi ôm này, cái nhất là ngồi, chúng ta sẽ ngồi cảm giác thì chắc chắn hơn. Và hơn nữa là khi mà cái sự cùng chúng tôi hay gọi vui thì nó là một cái sự gắn kết giữa người và ghế. Giống như phiên bản tiêu chuẩn thì Elantra Sport thì vẫn được trang bị cái chức năng Drive Mode với 3 chế độ. Vâng. Là Eco này, Normal, Sport. Vâng. Vậy thì nó có khác biệt gì quá lớn không anh? Thực ra về cái 3 chế độ Drive Mode Eco, Normal, Sport, về bản chất thì do các lập trình viên, các kỹ sư của Hyundai thiết kế. Với mỗi chế độ thì nó sẽ có sự tinh chỉnh khác nhau. Ví dụ như chế độ Eco thì cái số sẽ sang ở thời điểm rất tương đối là sớm, khoảng dưới 2.000 vòng một phút là số đã sang rồi. Chân ga sẽ nó một chút trễ nải hơn một chút, tay lái nó cũng nhẹ hơn, do tay lái được điều chỉnh điện tử, hệ thống lái MDPS của Hyundai. Với chế độ Sport thì mọi thứ sẽ ngược lại với chế độ Eco, tức là cái số sẽ chuyển tương đối là muộn, sẽ gia tăng lực kéo, chân ga cũng nhạy hơn, rất là nó chiếc xe trở nên hung dữ hơn một chút. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là anh Thắng đã chia sẻ rất là nhiều thông tin thú vị về thiết kế ngoại thất, về nội thất của Hyundai Elantra Sport. Và cái điều đặc biệt thú vị nhất trong chương trình hôm nay chính là về khả năng vận hành. Thì chiếc xe này được trang bị động cơ 1.6 TGDI, công suất là 204 mã lực, công suất cực đại là 265 Nm. Đi kèm với đó là hộp số liên hợp kép 7 cấp, và chúng ta sẽ cùng anh Thắng trải nghiệm ngay bây giờ. Anh Thắng, ngay bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng tăng tốc của Elantra Sport từ 0 đến 100 km/h nhé. Vâng anh ơi. Trong xe thì tôi đã có setup cho anh một chiếc máy đo tốc độ rồi. Bây giờ thì anh đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Kết quả anh Thắng ơi. Kết quả từ 0 lên 60 3.6 giây, từ 0 lên 100 7.6 giây. Wow, kết quả rất là tốt. Tuy nhiên là bây giờ tôi muốn anh quay lại và thử giúp tôi lại một lần nữa nhé. Vâng, tôi cũng rất muốn thử lại xem kết quả có thay đổi nhanh hơn hay chậm hơn hay không. Ok anh. Tôi đã sẵn sàng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, thưa các bạn, là chiếc Elantra Sport này được trang bị động cơ 1.6 và công suất là 204 mã lực. Rõ ràng là có thể nói là tăng tốc cũng khá là ấn tượng. Con số là 7.6 giây ở lần đầu thì thực sự là rất là ấn tượng với một chiếc xe 1.6 thể thao như này. Tôi sẽ hỏi kết quả của lần thứ hai. Kết quả lần hai anh ơi. Kết quả lần này có sự thay đổi một chút, đó là 3.7 giây từ 0 đến 60 và 7.7 giây từ 0 đến 100. Thực ra thì hai lần cũng không chênh nhau nhiều, chỉ là 0.1 giây thôi. Và rõ ràng thì như các bạn thấy là chiếc xe này đã gây ấn tượng rất là tốt về khả năng vận hành, khả năng tăng tốc. Chúng ta vừa mới trải nghiệm khả năng tăng tốc của chiếc xe rất là tuyệt vời. Và anh bạn Tuấn của tôi tiếp tục đưa ra một trải nghiệm khác, đó là đưa chiếc xe này từ 100 km/h về 0
là mất bao nhiêu thời gian cũng như là mất bao nhiêu mét. Vâng thưa các bạn, và bây giờ thì anh Thắng sẽ thử quãng đường phanh từ 100 km về không. Thực ra thì đây là một trong những chỉ số rất là quan trọng, bởi vì đôi khi chúng tôi đi ngoài đường và nhiều người hỏi thì người ta có trả lời rằng là từ 100 về không đâu đó có 15-20 mét thôi. Thực ra là rất là nguy hiểm. Ít nhất tối thiểu với những dòng xe cao cấp và tốt nhất bây giờ chỉ số là trên 30 mét. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem quãng đường phanh của Elantra Sport từ 100 km/h về không là bao nhiêu. Anh Thắng đã sẵn sàng chưa anh Thắng ơi? Sẵn sàng anh ơi. 3, 2, 1, chạy. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả của quãng đường phanh các bạn nhé. Anh Thắng cho tôi biết kết quả anh Thắng ơi. 38,5 m, 2,8 giây. Như vậy là quãng đường phanh của Elantra Sport từ 100 km về không là 38,5 m các bạn ạ. Bây giờ anh thử giúp tôi thêm 2 lần nữa nhé. Chúng ta sẽ thử 3 lần và lấy kết quả của lần có chỉ số quãng đường phanh cao nhất. Vâng, tôi cũng hơi ngạc nhiên với con số này. Tôi nghĩ là con số này phải hơn 40 m cơ. Vâng thưa các bạn, như vậy là sau 3 lần thử quãng đường phanh của Elantra Sport thì kết quả lần lượt là 38,5 m cho lần đầu tiên, 39,6 m cho lần thứ hai và 39,4 m cho lần thứ ba. Và với con số như này thì với một mẫu xe sedan hạng C như là Hyundai Elantra Sport thì tôi thấy là rất là ấn tượng. Vâng thưa các bạn, và bây giờ thì xin phép anh Thắng là thấy anh chạy nãy phê quá nên là tôi mạn phép là cầm vô lăng chiếc xe của anh cả nhá. Vâng, tôi rất thoải mái, tôi rất thích khi muốn chia sẻ cái cảm giác phê đấy của tôi thì tôi sẽ cảm nhận cái trải nghiệm khả năng vận hành của chiếc xe này xem thế nào. Thôi tôi chuyển đầu tiên tôi chuyển về chế độ Eco các bạn này, đây là Eco các bạn này. Chuyển sang Sport nhé. Wow, rõ ràng các bạn có thể nghe thấy không? Tiếng động cơ mọi thứ là có sự khác biệt rất là rõ rệt. Theo tôi được biết thì động cơ 1.6 Gamma TDI này được chia sẻ và công nghệ và được bay trên một chiếc xe rất nổi tiếng của Hyundai hiện tại, đó là chiếc Hyundai i20 WRC. Chiếc i20 WRC này là được là một chiếc xe đua, chiếc đua thực thụ và đang có vị trí dẫn đầu tại bảng xếp hạng đua thế giới trên bảng xếp của FIA, WRC viết tắt của World Rally Championship. Thì hiện tại thì đội Hyundai cũng đang dẫn đầu. Và nguyên tắc của cái cuộc đua này rất là thú vị. Nếu như chúng ta theo dõi đua xe công thức 1 chẳng hạn thì là những động cơ 1.6 V8 có thể rất là kinh khủng. Tuy nhiên, Rally yêu cầu các hãng tham gia là phải phát triển trên một chiếc xe thương mại của hãng có doanh số bán tối thiểu 5.000 xe một tháng trên toàn cầu. Như vậy là không thể mang một chiếc xe gọi là đặc chủng với một động cơ hoàn toàn chỉ để đua, mà bắt buộc cuộc thi này bắt buộc các hãng phải sử dụng những chiếc trên những chiếc xe thương mại bán ra của mình. Và rất là thú vị là chiếc xe này, động cơ này cũng được chia sẻ và được có một số ứng dụng, một số công nghệ trên chiếc xe đua đó, dẫn đến là cái khả năng tăng tốc vận hành mạnh mẽ như vừa rồi. Còn về hộp số liệu các 7 cấp thì sao anh? Vâng, thực ra mà nói thì cái đây là một điều rất thú vị trên Elantra Sport. Khác một số mẫu xe bình thường có thể sử dụng hộp số vô cấp CVT hoặc là hộp số biến mô thông thường AT, thì hộp số trên Elantra Sport là hộp số liệu kép 7 cấp. Liệu kép 7 cấp Dual Clutch Transmission thì chúng ta có thể biết nguyên lý của nó rất là thú vị. Nguyên lý của hộp số này đó là thực chất ở trên hộp số gồm có hai bộ ly hợp. Một bộ ly hợp chuyên phụ trách các dãy số chẵn 2, 4, 6. Một bộ ly hợp thì chuyên phụ trách các dãy số lẻ 1, 3, 5, 7. Khi nguyên lý khi chúng ta vào số D, một hộp số cái bánh răng phụ trách số 1 là để cho mặt bắt vào để chiếc xe di chuyển. Cùng lúc đó cái ly hợp chẵn nhả ra. Tuy nhiên bánh răng của số 2 lúc đó lại sẵn sàng để khi chúng ta tăng tốc thêm một chút nữa, nhấn ga thì máy tính quyết định một thời điểm thích hợp, số 2 nhảy vào để đẩy chiếc xe tiếp tục di chuyển. Cùng lúc đó thì các ly hợp của dãy số lẻ nhả ra, nhưng cũng đồng thời cái bộ bánh răng của số 3 lại tiếp tục sẵn sàng để lệnh. Như vậy chúng ta có thể tạm hiểu chiếc hộp số liệu kép luôn luôn có hai bộ ly hợp và các bánh răng hộp số luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng để chuẩn bị cho việc vận hành. Việc này giúp cho cái việc chuyển số nhanh hơn rất nhiều. Theo các tài liệu của Hyundai công bố thì hộp số liên hợp kép của Hyundai tên là EcoShift thì có thể khả năng sang số nhanh hơn đến 50% các hộp số biến mô thông thường 6 cấp. Và tất nhiên là với khả năng sang số nhanh như vậy thì những tay lái số sàn thì cũng không thể đem lại được cái khả năng sang số nhanh đến bằng máy tính được. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe nó sẽ
mềm hơn, mềm mại hơn, khi mềm mại hơn, mượt mà hơn khi tăng tốc. Bởi vì cái khả năng chỉnh số rất là nhanh, rất là mượt, gần như là chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cái độ trễ, độ lag, độ giật khi mà chỉnh số. Một cái điểm thú vị nữa của số này tôi cũng rất muốn chia sẻ với mọi người, đó là cái cấu tạo của nó khá là gọn gàng. So với hộp số 6 cấp biến mô thông thường thì hộp số này nhẹ hơn khoảng 15 kg. Như vậy thì cái bài toán giảm trọng lượng xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Có một điểm thú vị nữa là khi chúng ta, nếu anh và tôi đã lái chiếc xe số sàn rất nhiều, chúng ta thường biết là những chiếc xe số sàn có khả nổi tiếng khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn hộp xe số tự động, với khả năng là chúng ta có một chân côn với là nhả côn ra, thì côn ra lúc đấy là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhất. Hộp số liệu ghép này cũng có khả năng như vậy, tức là có những trường hợp mà khi di chuyển hộp số sẽ tự động ngắt côn ra khỏi động cơ, lúc đó là không bị tiêu hao nhiên liệu một cách lãng phí như hộp số thông thường. Như vậy thì cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng giảm thêm một chút, dẫn đến là chúng ta có thể tiết kiệm được hầu bao hơn trong việc vận hành chiếc xe này. Vậy thì thông thường anh di chuyển thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Elantra Sport này là bao nhiêu lít trên 100 cây? Thông thường thì kinh nghiệm của tôi di chuyển trên một quãng đường hỗn hợp, với nếu mà đạp sử dụng rất là bình thường, kể cả 50% trong phố, 50% chạy đường cao tốc, thì nó rơi vào khoảng từ 6,1 đến 6,5 lít trên 100 cây. Đó, anh Thắng này, còn một cái yếu tố nữa mà bản thân người dùng rất là quan tâm khi sử dụng xe và khi mua xe, đó là cái hệ thống điều hòa. Vậy thì trong suốt quá trình sử dụng thì anh thấy cái hệ thống điều hòa của Elantra Sport này thế nào? Thành thực nói chia sẻ với anh là nói ra thì bảo là khen hay, nhưng thực sự mà nói tôi rất hài lòng về hệ thống điều hòa chiếc xe này. Chiếc xe này thì được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng tự động, tức là anh có thể điều chỉnh 30 độ khi anh cảm thấy lạnh quá, nhưng tôi thì nóng quá tôi có thể điều chỉnh xuống 17 độ mà không ảnh hưởng đến nhau. Cộng thêm đó là hàng ghế sau của chúng ta cũng có cửa gió hàng ghế sau, khiến cho người ngồi sau cũng rất thoải mái. Và cái điểm là tôi rất thú vị là chiếc xe có hệ thống lọc không khí khử ion và hệ thống điều hòa tự động, giúp chúng tôi mà khi mà có những lần tôi di chuyển tương đối trên con đường khá xa, chạy từ Hà Nội vào Vinh vào Hà Tĩnh, xe sẽ tự động điều chỉnh cân bằng, đo lượng oxy và lượng ion có trong không khí trong xe sẽ tự động điều chỉnh. Tôi đang để gió trong một thời gian, xe sẽ tự động lấy gió ngoài, đem lại sự cân bằng trong không khí ở trong xe, giúp chúng ta có thể di chuyển một cách rất là thoải mái và không bị cái sự gọi là thiếu không khí hay ngột ngạt hay vì lý do nào đó cả. Cộng thêm nữa là với khả năng làm mát của chiếc xe phải nói là rất là nhanh và rất là sâu. Và khi mà đặc biệt là khi hiện tại mùa hè nhiệt độ ngoài trời theo đang đo được khoảng 33-34 độ, thì chúng ta chỉ để khoảng trong xe khoảng 23-24 độ thôi, đi di chuyển khoảng 5 phút là hoàn toàn thấy rất là thoải mái và không có bị bất cứ một vấn đề gì cả. Tôi thấy là nãy giờ đi di chuyển thì cũng rất là mát rồi. Anh có thể thấy là do khi hệ thống điều hòa tự động nó sẽ tự động điều chỉnh tốc độ gió xuống, làm giảm cho chúng ta không bị nghe tiếng ồn, tiếng ồ rất hay gặp trên những mẫu xe nó về hệ thống điều hòa kém chất lượng hoặc những mẫu xe đã có tuổi đời cao. Như vậy thì tôi thấy là hệ thống điều hòa đây là một điều mà chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm về chiếc xe. Thưa các bạn, vừa rồi là những chia sẻ rất thú vị của anh Thắng về chiếc xe Hyundai Elantra Sport. Và anh Thắng này, với giá bán 729 triệu đồng thì anh có hài lòng với những gì mà chiếc xe này mang lại hay không? Vâng, thưa anh, thì với cảm nhận của cá nhân tôi thì với giá bán 729 triệu đồng, Elantra Sport là chiếc xe rất đáng mua. Nó đem lại cho chúng ta một chiếc xe đẹp về hình thức, mạnh mẽ về vận hành và cũng không kém phần an toàn. Và với mức giá như vậy thì tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh.